Vâng, chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một vấn đề mà cũng rất là đơn giản và rất cơ bản cho âm nhạc và những người mà tự học âm nhạc, hoặc chúng ta tạm gọi là học tắt, không có cái điều kiện để học được cả nhạc lý ký xướng âm, thì chúng ta nên hiểu rộng hơn và hiểu kỹ hơn cái vấn đề này. Đó là vấn đề về phách mạnh và phách nhẹ. Thực ra trong âm nhạc thì cái sự mạnh và nhẹ, sự cao và thấp, sự dài và ngắn của âm thanh nó tạo nên giai điệu, tạo nên sự uyển chuyển, tạo nên những cái điểm nhấn, tạo nên cái vẻ đẹp nói chung cho giai điệu và hòa thanh cho âm nhạc. Vậy thì với một cái tác phẩm âm nhạc, khi mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy nó từ cái phút đầu tiên, thì chúng ta cần phải xác định được cái phách mạnh và phách nhẹ của nó như nào. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái đó rất đơn giản như sau. Chẳng hạn như các bạn có một bản nhạc mở ra là nhịp 2-4, thì các bạn hãy đơn giản luôn rằng là vậy phách đầu tiên sẽ là phách mạnh và phách thứ hai là phách nhẹ. Đấy. Cứ một phách mạnh rồi đến phách nhẹ với nhịp 2-4. Vậy thì khi người ta đánh ở bản nhạc này, đúng không ạ? Chẳng có hai nốt son, thì đương nhiên tuy rằng người ta không viết gì ở trên này là phải đánh mạnh hay đánh nhẹ cái nốt này cả, thì chúng ta cũng hiểu là nốt son này phải đánh mạnh lên và nốt sau thì đánh nhẹ đi. Đấy. Thì như vậy nó sẽ tạo thành cái uyển chuyển trong âm thanh. Đấy. Ví dụ như là với nhịp 3-4 chẳng hạn, thì này nhịp 3-4 thì lúc đó chúng ta lại có một phách mạnh ở đầu tiên và sau đó là chúng ta có hai phách nhẹ. Đấy. Như thế này, một phách mạnh ở đầu tiên rồi chúng ta có hai phách nhẹ. Đấy. Thì cũng như vậy, tôi muốn nói là chẳng có ba nốt son như này, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải đánh nốt son này là mạnh, son này nhẹ, son này lại nhẹ, đúng không ạ? Này, mạnh, nhẹ, nhẹ. À, thì những cái này người ta gọi là nhịp đơn. Nên mình chia sẻ với các bạn những cái này gọi là nhịp đơn. À, thế còn sự gọi là cộng lại của các nhịp đơn này thì người ta gọi là nhịp phức. À, nhịp đơn cộng lại các nhịp đơn là nhịp phức. À, thì chẳng hạn như chúng ta có nhịp 2-4 này, lại cộng thêm 2-4 nữa. Ở đây tôi chia sẻ là chẳng hạn như chúng ta có 2-4, nhưng chúng ta lại cộng với nhịp 2-4 nữa. Ở đây chúng ta chính là có cái nhịp rất là quen thuộc là nhịp 4-4. Nhịp 4-4 chính là nhịp C. Vâng. Thế vậy nhịp 4-4 thì lúc đó chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có là, đây tôi sẽ ghi lên đây để các bạn hình dung là chúng ta sẽ có là nhịp 4-4 là một phách mạnh, một phách nhẹ, rồi một phách mạnh vừa, tôi viết bằng chữ M thường, mạnh vừa, rồi lại một phách nhẹ như này. Đấy, thì son này lại đánh nhẹ đi, son này đánh hơi mạnh hay mạnh vừa, rồi son này đánh nhẹ đi. Đấy, mạnh nhẹ, mạnh vừa nhẹ, thì chúng ta làm sao đấy uyển chuyển luân phiên được các cái về cường độ âm thanh cho các nốt, thì chúng ta sẽ có được cái trạng thái rất là tốt. Hay với cái cách như thế này thì với 3-4 thì các bạn ít gặp 6-4 này, cơ bản như vậy, nhưng mà 3-8 thì chúng ta lại rất hay gặp, là chẳng hạn như chúng ta có nhịp 3-8, thế rồi lại cộng 3-8 nữa thì chúng ta có nhịp gọi là nhịp 6-8, đúng không ạ? Đấy. Thì với nhịp 6-8 này thì tôi viết lên đây để các bạn chia sẻ các bạn, thì chúng ta sẽ có là 6-8 là chúng ta sẽ có dạng như là ba nốt móc đơn như này. Đấy, rồi lại ba nốt móc đơn nữa như thế này, chẳng hạn như vậy trong một ô nhịp. Đấy. Thì cái đầu tiên này sẽ là mạnh, đúng không ạ? Mạnh, rồi lại nhẹ nhẹ, rồi lại mạnh vừa, tôi viết là M thường, rồi lại nhẹ nhẹ, mạnh nhẹ nhẹ, mạnh vừa nhẹ nhẹ. Đấy, thì với cái sự luân phiên của các cái độ mạnh nhẹ trong các phách như vậy, thì người ta cũng hay gọi nó một cái khái niệm là tiết nhịp. Và hay gọi là tiết nhịp là cái sự luân phiên của các phách mạnh phách nhẹ. Thì chúng ta nếu đi sâu vào các cái khái niệm đó thì nó cũng hơi mất thời gian, và tôi muốn để các bạn cứ nhìn hiểu một cách trực quan và hiểu một cách đơn giản nhất rằng nếu 2-4 là có một mạnh một nhẹ, 3-4 là một mạnh một nhẹ nữa, hay là một mạnh hai nhẹ đằng sau, đúng không ạ? Giữa 2-4 thì có thể sẽ được phức tạp hóa lên, hay trở thành từ nhịp đơn, 2-4 nhịp đơn chuyển thành nhịp phức, tức là thành hai lần cộng lại, rất ít khi ba lần, và cơ bản hai lần cộng lại thì chúng ta có nhịp 4-4 hay còn gọi là nhịp C. Với dòng nhịp 3 thì chúng ta hay gặp là 3-8 cộng 3-8 là chúng ta có 6-8.
đó là những cái loại nhịp rất là phổ thông, rất là cơ bản mà chúng ta vẫn hay gặp với sự luân phiên của phách mạnh, phách nhẹ như tôi vừa trình bày. À, các bạn hãy đánh những tác phẩm và tôn trọng cái quy luật này của cái tính mạnh nhẹ trong các phách, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái hiệu quả tốt hơn khi bắt đầu tập đàn. Tôi nói là ở giai đoạn ban đầu. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn.